Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế, trong ngày 9 tháng 6 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 3 trên 5 người trong một gia đình bị mắc Covid-19 được phát hiện cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể, bệnh nhân 9506 là nam, tên NVH, sinh năm 1984, ngụ tại xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân 9507 là nữ, tên NTX, sinh năm 1985, là vợ của bệnh nhân 9506. Bệnh nhân 9508 là nam, tên NVH, sinh năm 2007, là con của bệnh nhân 9506 và bệnh nhân 9507. Yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân Tháng 6 năm 2020, gia đình bệnh nhân gồm 5 người đi từ tỉnh Đồng Tháp đến cửa khẩu Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, đi đường Tiểu Ngạch đến sinh sống và làm nghề đánh cá tại khu vực sông Mekong, thu tỉnh Sveirin, Campuchia. Trong thời gian này, các bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người. Ngày 7 tháng 6 năm 2021, gia đình bệnh nhân thuê xe túc túc về cửa khẩu quốc tế một Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam. Tại đây, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển về cách ly tập trung tại Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ngày 9 tháng 6 năm 2021, mẫu gửi bệnh viện đa khoa xét nghiệm sàng lọc cho kết quả nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu được gửi đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Tây Ninh xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, cả 3 bệnh nhân được chuyển về cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Tiếp xúc với 3 bệnh nhân có 58 trường hợp F1 đã được cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy, tính đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận 58 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi cho 36 trường hợp.